Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết đã ký công văn khẩn gửi đến 6 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, yêu cầu kiểm tra báo cáo rõ sau khi thông tin báo chí phản ánh nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đang chấp thuận cho một số hãng taxi vào khai thác theo hình thức độc quyền. Liên quan đến vụ việc trên, thì vào chiều nay 27 tháng 10, Bệnh viện Bạch Mai, một trong 6 bệnh viện bị tố cáo, đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc này. Lãnh đạo bệnh viện này cho rằng chưa có người bệnh nào phản hồi về việc bị các hãng taxi chèn ép, ép giá. Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, để tránh tình trạng ách tắc, hiện đang có 2 hãng taxi được ký hợp đồng và có chỗ đỗ xe trong sảnh của bệnh viện là Mai Linh và Việt Thanh. Tiêu chí để lựa chọn là dựa vào chất lượng dịch vụ và uy tín của các hãng taxi và không có chuyện các hãng xe phải bỏ một số tiền lớn để mua chỗ đỗ xe. Mỗi tháng, các hãng sẽ đóng một khoản chi phí là 6 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân của bệnh viện, đồng thời hỗ trợ xe điện đưa đón bệnh nhân từ sảnh đến các khoa phòng. Nếu người bệnh hoặc khách hàng của taxi mà tố đến bệnh viện có bằng chứng là các anh bắt chẹt, coi là khách hàng hoặc dưới hình thức ví dụ như là tăng giá, đi lòng vòng, rồi thái độ, rồi phục vụ đấy, thì đều có những cái hình thức nộp phạt. Và thậm chí là nếu mà chúng tôi có bằng chứng mà các anh vi phạm là chúng tôi có thể là ngừng, không cho các anh vào trong đây nữa. Hiện tại ngoài Mai Linh và Việt Thanh, các hãng taxi khác sẽ phải đón trả khách trước cổng bệnh viện Bạch Mai. Chỉ các xe vận chuyển bệnh nhân cấp cứu mới được vào trong bệnh viện. Với những bệnh nhân khác, sẽ có xe điện hỗ trợ đưa đón đến các khoa phòng với mức giá là 10 đến 15.000 đồng một lượt. Tuy nhiên, phía bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc làm này chỉ là để giải quyết tình trạng ùn tắc có thể xảy ra trong bệnh viện và không có chuyện bệnh viện coi đây là một nguồn thu. Đi từ đầu đến bệnh viện đến cuối bệnh viện xong lại trở về chỉ để mà nạp ắc quy, thay ắc quy và tất cả mọi cái việc, tức là khoảng 10 đến 15.000 một lượt đi về, cho nó không có ý nghĩa về vấn đề về thu, mà cái này là để phục vụ, để duy trì được cái xe đó. Và quan điểm của bệnh viện chúng tôi là luôn luôn đặt cái quyền lợi bệnh nhân cũng như là cái sự thuận tiện lên. Trong thời gian tới, để giải quyết tình trạng ách tắc thường xuyên xảy ra tại cổng bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đề nghị Sở Thông Vận tải Hà Nội cho phép sử dụng gầm cầu vượt ngã tư Vọng để cho người nhà bệnh nhân gửi xe, đồng thời cử bảo vệ hướng dẫn người bệnh sang phía đối diện cổng bệnh viện để đón taxi.